về vấn đề hồ điện, hồ điện hồ điện và con tống kinh hiện đại thì trong phẩm phổ quang thì có nói là người chết sau 49 ngày nếu như gia quyến có mời chư tăng và phật tử về tụng kinh niệm phật và cũng như trai tăng để làm phước cho người chết thì trong 7 phần công đức đấy nếu như làm trọn vẹn thì người chết mới được 1 phần, còn người sống được hưởng 6 phần. Vậy theo thầy thì là nên hướng cho người đến niệm phật để hồi cho người sống hay là để hồi cho người chết, xin thầy hoan hỉ đấy. Hộ niệm á, hiểu theo nghĩa rộng nhất á, là các tâm niệm hỗ trợ về phương diện tâm lý cho những người đang có nhu cầu mà bản thân họ đó gần như là không thể nào tự mình đạt được các thành quả mà mình đang nỗ lực. Cho nên hiểu theo nghĩa này đó thì hộ niệm cần thiết nhất là cho người còn sống, và dĩ nhiên cũng cho người đã quá giảng, mà thời gian quá giảng nhiều nhất là trong vòng 49 ngày. Sau đó, đó thì việc hộ niệm chứ không còn ý nghĩa là cứu độ nữa, bởi vì người đó đã tái sanh rồi. Để hiểu rõ vấn đề này thì thầy xin giới thiệu ba trường phái Phật giáo quan niệm khác nhau về thời điểm tái sanh của một con người sau khi chết. Quan niệm 1, Phật giáo Nguyên Thủy. Phật giáo Nguyên Thủy được hiểu là một khái niệm chỉ cho thời kỳ của chính Đức Phật còn sống cho đến ít nhất là 300 năm sau khi Ngài qua đời. Thì Đạo Phật Nguyên Thủy này chủ trương đó, sau khi tắt hơi thở, chỉ trong vòng tích tắc và phần lớn là dài 3 phút, tất cả những người chết đều phải tái sinh. Không có âm phủ dưới lòng đất, không có tình trạng hương linh nhập vào thân thể người này nói chuyện kia, yêu cầu nội dung nọ như trong dân gian đã đồn thổi. Việc đó ngày nay được khoa học gọi là rối loạn tâm thần đa nhân cách, tức là đóng vai những người khác mà mình đó, hoàn toàn bị động và bị cái vô thức chi phối. Cho nên đó, là Phật giáo Nguyên Thủy không khích lệ chúng ta làm các công tác hộ niệm cho người quá giảng sau một tuần thất thôi. Họ hoàn toàn không công tác sau 7 ngày là họ không hề có thêm bất cứ một hỗ trợ gì cho người quá giảng nữa, vì người chết theo Đức Phật dạy trong nguyên bản kinh đó là đã tái sinh theo nghiệp. Khuynh hướng 2, Đạo Phật Đại Thừa Ấn Độ và Đạo Phật Đại Thừa Trung Quốc. Đạo Phật Đại Thừa Ấn Độ đó thì cũng không hề có chủ trương là 49 ngày. Sau này đó, tác phẩm Luận Câu Xá, một tác phẩm dẫn nhập từ Nhất Thiết Khổ Bộ đến Đại Thừa, bắt đầu chủ trương đó là hương linh đó sẽ trải qua 7 tuần thất. Cứ mỗi một tuần thất hương linh đó bị chết đi một lần để tìm cơ hội tái sanh, cho đến lúc nào tìm ra được cái nơi mà mẫu số nghiệp của cha mẹ trong tương lai với người đó đó là ngang bằng nhau, để sinh ra tiếp nhận cái gen di truyền, tiếp hưởng cái chiều cao vóc dáng rồi phong tục tập quán văn hóa của gia tộc đó và của cộng đồng đó. Đại thừa của Trung Quốc dựa vào kinh Địa Tạng như câu hỏi vừa nêu, cho rằng đó thời gian tối đa để hương linh tái sinh là 49 ngày. Do đó sau 49 ngày không cần thiết phải làm lễ cầu siêu nữa. Vào ngày 100 tiểu tường tức giáp năm, đại tường tức hai năm và những lễ dỗ sau đó chỉ là lễ tưởng niệm chứ không cần thiết là hộ niệm hay cầu siêu, vì hương linh đã tái sinh hết rồi. Khuynh hướng 3, Phật giáo Tây Tạng. Trong Phật giáo Tây Tạng có học thuyết được gọi là chuyển di tâm thức. Học thuyết này cho rằng đó các bậc lạc ma đã giác ngộ có thể hóa thân thành người thứ hai đang khi cơ thể vẫn đang còn sống và có mặt trong bào thai của một người mẹ trước thời điểm mà mình chết. Và trường hợp khác đó, đó là chuyển di tâm thức của mình ra khỏi cơ thể sau khi chết,
và chờ đợi thêm một thời gian nữa mà không tái sanh liền, để tìm kiếm một cặp vợ chồng nào mà vợ chồng đó đang đi theo Bồ Tát đạo, để khi sanh ra đó là nhân vật tái sanh này dễ dàng được gọi là Phật giáo Tây Tạng nhận diện và phục hồi chức phẩm tại các chùa theo các trường phái. Theo đạo Phật gốc thì quan điểm chuyển di tâm thức của Phật giáo Tây Tạng là mê tín dị đoan, không thể nào có được. Ở trong các kinh Đức Phật nói cực thiện và cực ác sau khi tắt hơi thở là tái sanh liền ngay lập tức. Cực thiện là vì hội đủ quá nhiều các duyên lành cho nên không tiếc nuối, không có vướng kẹt vào tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, hận thù và oán ức, cho nên việc tái sanh diễn ra ngay tích tắc thôi. Còn cực ác là do quá xấu cho nên nghiệp phải dẫn đi để tái sinh vào các cảnh giới xấu. Như vậy nếu các vị lạc ma tái sinh là những người cực thiện, các ngày đó không thể nào trì quản sự tái sinh được. Cho nên học thuyết chuyển di tâm thức của Phật giáo Tây Tạng là có vấn đề. Trở lại vấn đề hộ niệm, Phật giáo của Trung Quốc, đặc biệt là Tịnh Độ Tông và Mật Tông, rất quan niệm, rất quan trọng về việc giảng sanh Tây Phương sau khi chết, cho nên đã đưa ra rất nhiều các quy định trái với lời Phật dạy gốc và làm cho người ta hoang mang, sợ hãi, lo lắng nhiều hơn mà vốn là không cần thiết. Cho nên là sau khi chết, người ta thường hộ niệm 8 tiếng không được đụng vào cơ thể, sau đó mới cho tản niệm. Đang khi dân hóa ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ đó, trung bình sau khi tắt hơi thở 3 tiếng đồng hồ là người thân đã quấn cơ thể của người chết bằng vải rồi để chuẩn bị cho tản niệm. Và trung bình là 36 giờ là tống tán được thực hiện. Và việc tống tán như thế rất phù hợp với Đạo Phật, đơn giản, ngắn gọn, vì Đạo Phật không quan trọng cái chết mà chú trọng đến cái sống. Sau khi chết thì tâm thức con người không còn biết nữa, tại vì tâm thức đã thoát ra khỏi cơ thể. Cho nên việc hộ niệm rất hiếm khi người chết tiếp nhận được, vì lúc đó bao gồm nỗi sợ hãi, lo lắng, hoang mang, chấp trước, rồi ăn năn, rai rứt, biết bao nhiêu cái tâm trạng đó nó hỗn loạn với nhau. Cho nên người chết nếu chưa siêu trong vòng 49 ngày rất khó lắng nghe và làm theo. Cho nên tốt nhất là phải hộ niệm khi người thân chúng ta nằm trên giường bệnh. Và tốt hơn nữa, chúng ta phải hộ niệm người đó khi người đó còn khỏe, nghĩa là phải dẫn dắt người đó trở thành Phật tử, có học Phật, có tu Phật, có công đức, có hạnh phúc, sống bình an thì khi chết rất nhẹ nhàng. Đó là quy luật nhân quả thôi. Cho nên nói tóm lại, dựa vào lời kinh gốc của Đức Phật, sau khi chết mọi người đều tái sinh, cho nên hộ niệm phải được tiến hành khi còn sống. Khi hộ niệm còn sống, chúng ta phải nhớ nhắc nhở cho người chuẩn bị chết không được luyến tiếc về sự sống, không có chấp trước bất cứ một cái gì trên đời, rũ bỏ tất cả để nhẹ nhàng ra đi thôi. Bằng mọi cách chúng ta phải truyền đạt được thông tin đó cho người ấy. Xin đi câu hỏi khác. Thì con hỏi, thì lúc mà nhà cô